Xin chào quý vị, em mới về một đôi JBL là 80T nha quý vị. Đây, JBL là 80T. Em quay sơ cho quý vị ha. Đấy. Đôi này là gỗ hết nha, năm mặt gỗ hết nha, gỗ lạng. JBL là 80T quý vị. Đôi này có mức giá rất là tốt quý vị và các bạn sở hữu luôn là. Đó, mặt phía sau của nó là gỗ luôn ha, gỗ lạng luôn ha. Đó, rất đẹp quý vị. Made in USA ha, là 80T. Dòng này thì VIP rồi quý vị, dòng này thì tiếng bass nó đánh cực kỳ sâu ha. Đánh sâu, mềm, chất âm hay, nói chung dòng này thì tên tuổi đã được khẳng định rồi. Đó. Giá rất là tốt luôn quý vị. Đôi này thì hàng về thời điểm này thì em giao lưu đến quý vị giá rất là tốt để quý vị và các bạn sở hữu. Đó. Giá đồ này chỉ có 13 triệu 500 thôi. Quý vị nào có nhu cầu thì liên hệ với em nha. Hàng zin đẹp hết nha quý vị, cam kết và các tiếng loa là nguyên zin hết quý vị. Đó. Thùng thì có spa lại cho đẹp nha, những cái góc cạnh này nó cũng là nó nhẹ nhẹ vậy ha. Tại vì giờ này nó hơi thiếu ánh sáng quý vị này, để em đưa vô phòng em quay cho nó đẹp ha. Quý vị nhìn màu gì quý vị biết rồi, độ đẹp nó như thế nào. Spa lại đánh và cho nó đẹp, rất là đẹp. Tại vì nó nằm gỗ đó, chúng ta không phải bàn nghỉ rồi. Rồi em xin kết thúc video tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi. Xin cảm ơn.